Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Tỷ phú trẻ vừa bị bắt cóc và nhốt đâu đó trong khu vực rộng mênh mông này. Nhiệm vụ của những người tham gia là nhanh chóng tìm ra anh để nhận mức thù lao 1 triệu đô. Nếu ai bị hội bắt cóc giữ chặt trong 3 giây, sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc đua chạy đến phần thưởng siêu khủng này. Ba người vừa phát hiện ra một chiếc thùng cực kỳ khả nghi, họ còn như nghe thấy tiếng của tỷ phú phía trong. Ngay sau đó họ bắt đầu xuất trận, liên tục nện mạnh búa vào để đập vỡ nó. Trong khi hai ông anh đang quay tay không ngừng nghỉ thì chị gái áo cầu vồng bên cạnh chỉ biết kêu lên mà thôi. Tuy đã bỏ ra khá nhiều công sức, nhưng cuối cùng, phía trong thùng không có bất kỳ thứ gì cả. Thất vọng VL. Chị gái áo trắng đang ung dung trên trời đạp mây xanh hôm nay xuống đi giật 1 triệu đô, thì bị những kẻ bắt cóc phát hiện. Khi biết trốn sau thùng rác thì sớm muộn gì cũng bị bắt, chị vội co giò bỏ chạy. Ai dè, cứ thấy gái đẹp là các ông anh này hăng máu lao đến. Lúc tưởng như đã chạy thoát, thì bất ngờ chưa bà già, chị đã là người đầu tiên bị loại bỏ. Trong khi đó, nhóm của chị cầu vồng đang đi lạc vào một khu phế liệu, thì bất thình lình anh áo đỏ bị ôm trọn vào lòng, nhanh như cắt, anh áo đỏ đá mạnh vào chỗ cần đá. U là trời, con chim non muốn hẹo luôn rồi, anh áo đỏ co giò bỏ chạy không dám quay đầu lại. Chị áo hồng nghe rõ mồn một tiếng kêu cứu của tỷ phú, không nghĩ gì nhiều, chị hăng hái đạp đổ mọi chướng ngại, 1 triệu đô, chị đang đến rồi đây. Thế nhưng sau khi vượt qua được mọi bức tường, tưởng như chạm tay vào tiền thưởng rồi, thì chị ngỡ ngàng nhận ra tất cả chỉ là một cái bẫy. Cặp đôi chị cầu vồng vừa bước vào một nhà sách siêu lớn, đến lúc này, họ đành tách nhau ra để tìm kiếm. Chị áo đen và áo hường đang đi cùng nhau, nhưng trong trại cũng chẳng có ai. Mọi thứ dường như đang rơi vào bế tắc, ai cũng đang ra sức tìm kiếm, thậm chí đổ cả rổ sách để tìm, nhưng vẫn không có phát hiện mới. Anh đỏ vừa có một sáng kiến tuyệt vời, anh nghĩ bản thân nên tìm tiền thay vì tìm vị tỷ phú, vì đó là điều mà không ai tìm kiếm cả. Đang ăn uống cực kỳ ngon miệng, thì hội áo đen xuất hiện, anh áo đỏ nhanh chân giọt vào phía sau quầy, tưởng kèo này thoát rồi, nhưng không ngờ. Hội áo đen phát hiện ra rất nhiều vụn thức ăn trên sàn, miếng ăn đúng là miếng tồi tàn, anh áo đỏ biết không thể trốn nên chuyển sang chế độ tấn công. Như một con kinh công bị chọc giận, anh áo đỏ ném lia lịa thức ăn vào người hội áo đen, cuối cùng, bọn chúng đành bỏ cuộc, ôm đầu bỏ chạy. Ông anh này lại thoát một lần nữa. Lúc này ở trong nhà sách, chị áo hồng đang tập trung cao độ vào việc tìm kiếm, thì bất ngờ hét lên, khiến anh áo xanh sợ té đái. Vội vàng chạy vào trong xem là chuyện gì, thì u là trời, hội áo đen đã phục kích ở đó từ lúc nào rồi. Anh áo xanh bứt tốc chạy như bay ra ngoài. Lúc này hai chị Blackpink trông thấy một phần lá cực kỳ khả nghi, họ quyết định phải thử mới biết được chứ. Núp sau hòn đá cạnh đó, họ ném thử một khúc cây vào núi lá, úi trời, quả bẫy to tổ bố thế kia, xém tí nữa thì xin vĩnh biệt cụ rồi. Hội áo đen ùa lên, nhưng chia buồn cùng các chú, hai chị giọt đây. Sau khi bắt gặp được anh áo xanh, họ cùng lập thành một đội, anh áo xanh bắt đầu đưa ra ý nghĩ táo bạo về việc làm một cái bẫy. Tuy không biết thành bại thế nào, nhưng không thử thì chỉ có khóc thét vì thua cuộc thôi. Anh áo xanh đã trông thấy bọn áo đen đặt một chiếc bẫy, vì thế, anh muốn giả vờ một người bị bắt giữ, khi có tên áo đen đến thì họ sẽ bớ luôn hắn ta. Úi trời, ông anh này hậu đậu không chịu được, nghĩ là làm, anh áo xanh hy sinh thân mình, làm con mồi nhử. Khi tên áo xanh hào hứng tiến đến vì nghĩ rằng cá đã cắn câu vừa lại gần, hai cô gái đã ấn nút, lưới phía trên đổ ập xuống, thôi ngày tàn của chú mày đến rồi. Tên bắt cóc la oai oái, nhưng khi hỏi đến tung tích của tỷ phú, hắn ta vẫn không hé răng nửa lời, anh áo xanh nói rằng nếu không khai thì sẽ uy hiếp vợ của hắn. Tên áo đen sáng mắt, nhờ tìm giúp vợ em cái, chứ đã 30 nồi bánh chưng mà méo biết vợ mình đang cho thằng nào đóng gạch rồi. Cay ré thật sự, hỏi hắn khai không, hắn lại trả lời, không khai, ở đây chỉ hơi hôi mà thôi. Cho đến khi chị áo hồng sử dụng khổ nhục kế, sẽ cù lét khiến hắn cười điên lên thì hắn mới chấp nhận khai ra vị trí của thiếu gia. Cả ba người phóng như bay đến đó, đương nhiên đụng độ rất nhiều tên áo đen đang mai phục khắp nơi. Cuộc đuổi bắt mèo vờn chuột kết thúc khi anh áo xanh khóa nghiến cửa, nhưng vừa lên trên tầng, hai cô gái đã có sự lựa chọn khác nhau. Cô áo hồng khăng khăng đòi mở cửa bên phải và ú oà, mình chỉ là một người đến sau, hội áo đen theo sát đít, khiến cả ba chỉ biết cắm đầu chạy. Mai phục ở khắp nơi, khiến họ phải vô cùng cẩn thận. Đúng lúc này, cô áo đen bị bớ đi mất, hai người còn lại không dám dừng lại để cứu người. Chỉ còn lại ba người trong cuộc đua này, anh áo đỏ may mắn vừa đụng độ hai người đàn ông khác. Sự hoảng sợ khiến anh bay luôn giới tính ra ngoài, nhưng dù sao, anh cũng thoát một lần nữa. Hai người kia tìm thấy một chiếc thùng khả nghi, nhưng không có gì trong đó cả. Có vẻ như họ đang đi đúng hướng, vì có rất nhiều sự canh gác ở đây. Anh áo xanh đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào 1 triệu đô nên không hề trông thấy tâm hồn to tròn của cô bạn đồng nghiệp. Ngay lúc này thì anh áo đỏ lao vào trong, khuấy động phong trào, phân tán sự chú ý của hội áo đen. Giữa một rừng áo đen, cuối cùng anh áo đỏ đã hy sinh thân mình. Nhờ đó, áo hồng và xanh đã tìm đến đúng nơi, nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Họ cần đưa được ảnh tỷ phú này ra ngoài mới là thành công.
sử dụng chiếc kéo cùn nhất thế giới để cắt dây trói xong, họ thập thò, thậm thụt mãi. Sau đó không biết anh áo xanh bị chập y kê hay gì mà đột nhiên lao ra ngoài. Mọi thứ ngay lập tức trở nên hỗn loạn chưa từng có. Áo hồng dẫn theo tỷ phú chỉ biết cắm đầu chạy mãi. Cuối cùng, vào phút 90, họ đã lao được ra ngoài. Cô gái với tâm hồn hút mắt đã thành công có được 1 triệu đô tiền thưởng. Các bạn nghĩ sao về cuộc đua đầy gay cấn này? Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Mèo Ú trong suốt thời gian qua. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.